Hello, hello, hello. Hoo-hoo. Hello anh em. Lâu quá rồi. Hello anh em, hello mọi người. Hiện cửa sổ cho chuyện mới. Anh em đợi tí tớ gắn cái comment của anh em lên cái browser. Browser đâu rồi? Window capture. Comment. Hello anh em. Hello anh em. Hello anh em. Chỉnh cái này tí xíu, lâu lắm không stream nên là anh em thông cảm. Hello mọi người. Hello. Hello anh em. Ok. Rồi. Một tập nữa. Hello mọi người. Có anh được vui không? Mọi người à, ok. Alo, ok rồi đấy. Hết rèo nha anh em nha. Hết rèo nha. Hết chưa comment cái nào. Hết chưa. Hết chưa, ok chưa. Ok rồi comment cái nào. Ok rồi, gõ comment cái, ok nào. Rồi thế chứ. Rồi khổ anh em lâu quá không không stream nên là sorry anh em mất lại công setup một tí. Thế nha anh em đợi tẹo, anh em đợi tẹo. Ok. Đó. Mất công cải lại setup một tí, anh em thông cảm. Đây. Đấy, ngồi nói chuyện với anh em đây. Ok. Đây chỉnh cái này thêm tí xíu nữa. Đấy. Ổn áp chưa? Comment này đấy, à chỉnh thêm cái này xíu nữa. Anh em lỡ rồi. Hôm nay chúng ta hôm nay chúng ta sẽ stream con Zoom 98 anh em ạ. Mới có hàng. Ok. Cây cáp là 200k con nhất, cái đấy thì mình bó tay. Thật sự anh em bó tay hỏi hỏi mình cây cáp cỡ vài củ thì mình sẽ trả lời ngay và luôn đấy là con GMK. Chứ anh em mà hỏi có 200.000 thì mình cũng bó tay, lâu lắm không có mua đâu. Em xin lại một con bàn phím được không anh? Được em, để lại tiền cho anh là được. Thoải mái anh, vô cùng thoải mái. Có gì đâu phải xoắn, em cứ để lại tiền là tẹt ga. Trời ơi, anh nghèo nghèo đói đến mức độ không có thời không không dám bill bill phím trừ cơm mà phải livestream bán hàng để mà kiếm tiền đây này. Anh em chưa gì vào xin rồi. Có ông nào vào donate không thì donate đi nhá. Xem nào, nghe dòng nhạc ambient. Đấy. Tâm trạng tươi vui. Vui vẻ, ok. Sao không có tiếng? Đấy, dòng nhạc dance điện tử vậy đi. Đấy. Hello anh em. Hôm nay ship bill với Swix gì ạ? Nói chung là mình cũng chưa rõ nữa, nên là bây giờ cứ cứ từ từ rồi tính tiếp nha anh em. À anh em có đọc được cái comment trên màn hình không? Anh em có đọc được cái comment trên màn hình không? Anh em comment giúp mình cái. Đọc được thì để mình giữ nguyên, không thì để mình cho to thêm tí. Anh em có đọc được cái comment trên livestream không? Thấy sếp Huy bảo gửi con đây, Zoom 98 đây. Ok, đọc được đúng không?
Ok. Thế được rồi. Nào, blending mode nè. Không phải. Blending mode là screen chứ. Đấy. Blending mode. Ok. Nhưng mà cái này nó ấy quá. Hơi bé đúng không? Đọc bình thường. Dark. Lighten. Cái này chả đọc được cái gì cả. Thôi. Để nó mồ đi. Đó. Hộp đẹp mà, hộp đẹp mà. Ô cô bé bé xíu cũng được anh em ạ. Bé tí cũng được nha. Bé tí cũng được không sao. Quan trọng đọc là được rồi. Quay này. Này là tạ này. Hộp nhiều lắm anh em. Nói chung là đồ của Zoom AI art hơi chê. À. Hộp đây là có ai biết tên con bé này không chứ mình cũng không biết đâu. Có ai biết biết tên con bé trên này không? Mình là mình chịu đấy. À, anh em yêu quý cho mình xin like chia sẻ nha anh em nhé. Lâu lắm không stream nên là sợ là hôm nay view vô cùng thấp. Nếu không muốn nói là thấp vờ cờ lờ ra. Em cũng rất mong anh em chia sẻ ủng hộ thêm cho nó có thêm tí view đấy, cho nó vui. Ui, Start của Melectric luôn này. Gasket này. PCB thì đã tape sẵn dàn alpha này. Ôi, màu đỏ luôn. Được của nó. Được của nó. Hay quá nhỉ. Được đấy. Xời. Được rồi. Nhìn màu đỏ phát có hứng build ngay anh em ạ. Nhìn màu đỏ phát có hứng build ngay. Ui. Nhiều đồ quá. Nhìn màu đỏ có hứng build ngay anh em. Ủa con này hơi nặng nha anh em. Bên dưới này là fit đáy này. Pin này. Bezel này. Cáp này, núm này, ốc này và một đống những cái đồ lặt và lặt vặt các thứ nữa. Hai cục pin nha anh em nhé. Nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều lắm. Ok. Ôi, cái con này tính ra chưa ai build à? Ôi, thế là hóa ra Huy gửi cho mình con mới luôn à? Ây à. Ây à. Huy gửi cho mình con mới luôn anh em ạ. Mình cứ tưởng là gửi con build rồi. Hóa ra gửi cho mình con mới luôn. Hơi căng à. Không sao. Bên trong này là đã có sẵn mô đun màn hình này. Đã có sẵn viền hai bên rồi. Đấy chà. Con này đẹp hơn mình nghĩ anh em. Con này đẹp phết. Nào làm quả Switch Avalon y chú. Con Switch Avalon anh làm rồi. Anh làm video có con Switch đấy rồi. Chứng tỏ dạo này không xem kênh đồ chơi công nghệ rồi. Câu đấy nghe hơi buồn rồi. Thất vọng rồi. Ok nhá anh em. Đây. Bây giờ tôi đã phải để với những mấy con phím nhựa ở đây để mà tránh cho mấy con này nó đấm nhau. Thế này thì QK 100. QK 100 là mình không biết sao nhưng mà con này layout nó khác QK 100 mà nên là mỗi người một gu thôi. Nhưng mà con này cái cảm nhận đầu tiên nhá anh em cầm lên nó nặng lắm. Kiểu cầm con QK 100 nó nhẹ cái bất ngờ và cầm con này lên nó đầm nặng chắc nạc thịt. Nó kiểu hơi bị bất ngờ nhẹ mọi người. Kiểu ra gì này nọ mà nó đầm lắm, nặng cực, con này nặng cực kỳ luôn. Đấy, anh em nhìn tay mình bắt đầu lên gân hơi rồi này, một tay này là anh em nhìn cái chỗ này lên gân để mà đỡ là anh em hiểu nó nặng như nào rồi đúng không? Đấy, con này thì hai bên là gắn sẵn cái led fuser, led diffuse. Đó, bên dưới thì chưa lắp tạ nha anh em nhé, chưa lắp tạ này. Ok, con này thì ốc ở bên ngoài hết, không có cái nào ở phía bên trong cả. Đó, ui rồi. Ui, mình hơi bất ngờ đấy. Con này giá bao nhiêu anh em nhỉ? Con này giá bao nhiêu ta? Con này giá là... Xóa ghi xem nào. Nói thật với anh em là đợt này mình quá bận nên là thành ra mình cũng chưa để ý lắm. Con này giá sẽ là nhiêu ta? Con này giá nhiêu ta? Ui, tính ra mua con này cũng được nhiều cái áp dụng vãi. Ui, nhiều màu thế. Ui. Đúng là mấy đồ của Zoom này nhiều màu dã man. Được đấy. Được đấy, được đấy, được đấy. Tính ra giá xem con Z75 à. Ui, có quá nhiều cái tùy biến luôn anh em. Bản Comics Cosmic Odyssey mới là 6750. Còn bản thường thì ui. Nếu như chọn cái tạ alu thì khoảng 5 triệu. Tạ PVD mới là khoảng tầm 5 triệu 6. Đấy là bản II.
Nói chung là kể cả max option luôn thì cũng chỉ loanh quanh tầm 6 triệu 3. Anh em mà chơi bản 1.1 thì chỉ có 4 triệu rưỡi đến 4 triệu 9. Ui, tính ra như này quả giá nó hơi bị cháy đấy. Quả giá nó hơi bị cháy đấy. Anh em mà theo group buy á thì anh em sẽ có một cái lợi. Đấy là anh em sẽ có cái custom cá nhân riêng theo cái gu của anh em. Còn đương nhiên là sau này anh em muốn mua lại con này thì cũng rất là dễ. Tại vì bên sói kia kiểu gì cũng sẽ có rất nhiều hàng để mà anh em mua sau. Nhưng mà đấy, anh em mua group buy thì sẽ có rất nhiều những cái option này để anh em lựa chọn tùy biến ban đầu. Ổn áp. Tức là kể cả luôn max option luôn chỉ mới khoảng 6 triệu cho một con phím 98, layout 98 to dày nạc và nó cực kỳ là nặng. Và anh em nhìn cái thiết kế như thế này là anh em đã thấy một điều ạ. Đấy là cái khoang phía bên trong đã được làm chỉn chu trau chuốt như thế nào. Tuy nhiên là con này chắc là mấy cái pin bủng kia mình không lắp gì đâu nhá anh em nhé. Mình sẽ chỉ tập trung vào, mình gắn vào để review với anh em gõ ghiếc các thứ xem nó như thế nào thôi. Chứ mình không quá quan tâm đến pin nên mình không muốn tháo cái này ra đâu anh em ạ. Tối ưu thời gian. Đấy. Ok anh em đợi mình chút xíu nha, để mình pin nó lên cái này. Ok. Con này hơi nặng anh em, đợi mình tí mình cất cả. Ok, rồi. PCB của chúng ta đây. PCB này thì mình đã nhờ mấy anh em bên Sói Gia là làm sẵn cho mình cái start rồi anh em ạ. Đấy. Cơ mà phải mua thêm tạ rời nó mới ngon. Thì extra tạ rời thêm có mấy trăm nghìn chứ nhiêu, đúng không? Đúng không? Ai, 2.4 này anh em này. Nào anh em vote plate nha. Ồ có một plate PC. Khỏi vote. Khỏi vote nha anh em nha. Có một plate PC. Hôm nay là gắn start gắn start gì đây? Ok. Mạch 1.2 mm nha anh em nhé. Không có flake cut. À quên, có flake cut. Ủa, có flake cut nha anh em nhé. Có flake cut này. Đấy. Nhưng mà dán dán che flake cut. Con này không giống cherry lắm. À cherry anh em ạ. Stab cherry nha anh em nhé. Stab cherry nha. Stab cherry đấy. Stab cherry. Đó. Con này thì đương nhiên giống như truyền thống nhà Zoom thì anh em sẽ có cái space chia ra, gọi là split space. Anh em mà thích chơi space ngắn thì ok. Nói chung mấy con Zoom này thì cái là hỗ trợ đầy đa layout, cho dù là mạch hot swap đa layout hết. Mình thì thật ra mình không không thích cái này lắm đâu, nhưng mà đấy, quan trọng là anh em thích thì hãng vẫn làm. Ui, tính ra con này sẽ nhún lắm đấy anh em ạ. Con này sẽ nhún đấy anh em. Ừ. Anh em nhìn này. Plate thì PC đã thế nó còn flake cut. Đã thế cái vị trí chỗ này này anh em nhỉ. Cái điểm gá này nó rất là bé và cái dao động ở cái phần plate này này nó khá là nhiều. Nên xác định con này là nhún. Cái này stab gu chè là mình bó tay. Stab gu chè là mình bó tay. Hôm nay mình build với cả một con switch mới dùng PC nha anh em nha. Hôm nay mình build với một con switch mới nhà dùng PC nha anh em nha, full tí. Còn còn mấy con thiếu thì cứ lắp bừa đi. Mấy con thiếu cứ lắp bừa nhé. Rồi. Hôm nay mình lắp với cả con switch mới nhà. Con switch mới nha anh em nhé. Hello anh Phong. Hello anh. Ui tự nhiên thấy sếp chuyên bi phím. Đây là con switch mới. Siêu ly gì ấy nhỉ. Tự nhiên là quên mất rồi.
Siêu ly này là siêu ly siêu ly gì ấy ta? À, V2U đúng rồi. Đúng rồi, V2U. V2U nha anh em nhé. Đúng rồi, con này là siêu ly V2U. Nhớ nhớ tên rồi, nhớ tên rồi, nhớ tên rồi, nhớ tên rồi. Ok. À, mình chỉ có 70 con thôi nên xin phép anh em chỉ gắn hàng alpha thôi, gắn hàng alpha là chính thôi. Nè, nhìn flex PC này. Sau này còn flex cut nhìn oải thế. À quên. Anh em build no foam hay là build có foam nhỉ? Hả? No foam hay là full foam nhỉ? Thôi mấy con này chắc build full foam nhá anh em nhá. Chứ mấy con này flex PC còn mềm mềm như này thì thôi. Chắc là bó tay cái vụ mà no foam thôi anh em. Build no foam con này chắc gõ không nên hồn đâu. Thôi full foam nhá. Full foam cho nó đúng thiết kế. Chứ con này mà gõ no, build no foam xong cuối cùng tí nữa anh em lại chửi một con phím này. Gõ nghe như đấm vào tai. Ok. Foam này là foam PE. À đâu, foam này là foam Poron anh em. Poron thì chơi được. Poron thì chơi được nhé. Poron thì chơi được. Thề chứ con Zoom Play PC Play cắt bui no phone chứ vứt đi. Tôi biết mà, tôi biết mà, tôi đang tính lắp vào cái tôi phải quay lại ngay anh em ạ. Kinh nghiệm là build mấy con này mà no foam thì gõ không nổi luôn. Nên là tốt nhất là build foam vào. Tốt nhất là cứ đóng full foam vào. Con này là foam plate PC, à Poron thế nên là mình chơi được nhá. Không phải PE là được rồi anh em ạ. Không phải PE là ok rồi. Không phải PE là ngon lành rồi. À, dạo này mình livestream trên kênh đồ chơi công nghệ này. À quên, lâu lắm mình không livestream. Nhưng mà mình buồn cười cái là dạo này mình hay ăn mấy cái bản quyền âm thanh trên livestream. Mình thấy rất là buồn cười. Rõ ràng mình mở toàn nhạc của YouTube Library vẫn dính bản quyền. Hôm nay mình mở vào YouTube Studio, mình mở nhạc trên miễn phí trên YouTube để xem nó có đấm bản quyền nữa hay là không. Chứ nó mà đấm nữa là mình không hiểu kiểu gì cả. Chịu, bó tay. Stream này view thì đã thấp này, được có ít ít người xem. Hello anh em. Nhìn form bị cắt phát sợ luôn. Ở bình thường mà anh. Form này phải cắt mà anh. Không cắt sao gắn. Không cắt sao gắn. Không cắt sao gắn. Trời ơi, phải cắt mà anh. Đấy. Ok. Ô, tính ra bao nhiêu lâu rồi mình không build phím ấy nhỉ anh em nhỉ? Bao lâu rồi ta? Đáng lẽ con này mình build từ tuần trước. Mà tuần trước, đáng lẽ là thứ tư tuần trước mình build. Thì dính đúng vào hôm thứ tư cái. Mình phải sắp xếp mình stream cho bên
shop của nhà mình để mà thứ năm với cả thứ sáu mình đi công tác có việc. Thế là delay sang phát. Thế là mình đi thứ năm thứ sáu về, đáng lẽ thứ bảy mình cũng tính là mình livestream thì mình lại dính một cái lịch bên TikTok shop. Hôm đấy không stream không được. Đấy, cho dù là chủ nhật mình nghỉ nhưng mà hôm thứ thứ tối thứ bảy đấy vẫn phải stream. Rồi, thế là lại delay thêm hôm nữa. Quá khổ luôn. Thế thật ra không biết Huy nó có xem không, nhưng mà anh cũng không muốn delay đâu, nhưng mà so gì em nhiều. Mình nhớ lần cuối cùng mình stream là mình build con Xin 65. Đấy, thế là lần cuối cùng mình build khá là lâu rồi. Khổ anh em thông cảm, cơm áo gạo tiền nhiều thứ lắm. À, sắp tới là tớ làm lại cái phòng stream nhá anh em nhé. Anh em sắp sắp thấy một cái phòng siêu đẹp rồi. Và trộm vía cái là mình lại còn nhờ được đúng một một anh kỹ kiến trúc sư là mem của Động Phím Cơ, anh ý lên thiết kế các thứ cho mình luôn. Đấy. Ui đùa chứ anh em Động Phím Cơ đỉnh lắm. Anh em Động Phím Cơ hơi bị đỉnh luôn. Thế có một anh ý nhận dự án này, anh ý chạy qua khảo sát các thứ rồi. Đấy, lên bản vẽ 3D các thứ cũng ok rồi. Đấy. Chuẩn bị. Đấy. Thế nên là anh em chuẩn bị sẽ thấy cái phòng gym của mình nó xịn sò hơn một tí. Đấy. Hấp dẫn đấy, mình cũng đang háo hức lắm ấy. Mình cũng đang háo hức phết đấy anh em ạ. Bản vẽ 3D thì lên rồi, đang chốt dần những phương án cuối cùng, lên chi phí và chiến. Nói chung thì mình cũng đang khá là hào hứng, khá là háo hức nữa anh em ạ. Tại cái phòng gym này là mình muốn làm lại từ khá là lâu rồi, nhưng mà chưa có thời gian, và nói thẳng luôn ra với anh em là như này này. Anh em biết sao không? Hồi trước mà gym bưu phím đúng không? Là nó không ra tiền. Đã không ra tiền rồi mà còn đòi làm lại cái phòng này nữa thì làm sao được duyệt chi, đúng không? Đấy, bây giờ là stream bán hàng TikTok shop xong rồi. Đấy, xong rồi là xin làm lại cái nội thất trong nhà, ngoài phòng khách các thứ, sẵn tiện làm lại phòng làm việc luôn. Thế là gì? Một công đôi việc. Chúng ta vừa có một góc sờ chi mới đẹp hơn để bán hàng trên TikTok shop. Chúng ta lại có một cái góc mới đẹp hơn để làm gì? Để live stream bưu phím. Đây. Người ta cứ phải gọi là hấp dẫn. Ở đây có anh em nào cần mua những cái món đồ phụ kiện cho điện thoại nha, sạc cáp, tai nghe, pin dự phòng. Anh em bấm vào kênh TikTok Tony Phùng của mình, anh em mua hàng trên cái shop xịn store 68 ủng hộ nhà mình đi, ủng hộ vợ chồng mình đi. Cảm ơn anh em nhiều. Trời ơi, anh em ủng hộ vài đơn hàng đi. Mình có xiền như thế thì quả phím bên trên giống cây bên hai, nhưng không phải cây đâu anh ơi, tiền đâu mua cây. Cây nó còn chưa trả hàng mà. Con bên trên là con Square X, con giá rẻ thôi. Cá nhân em mua nhiều, em thấy đẹp đẹp em mua, tại vì em thấy PC. À, mọi người ơi, mình chuẩn bị bán hết những con phím 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 nhôm nhé anh em nhé. Có thể mình sẽ chỉ giữ lại vài con thôi, nhưng phần lớn là mình sẽ bán rất là nhiều. Ở đây có anh em nào muốn mua con Tizia Tomo không? Cái con của mình là đã build với cả Swick Melody đó. Thì mình dự kiến bán con đấy là full cả con, đã build Swick sẵn hết các thứ rồi. Hàng thì hàng thị trường Mỹ nó không có cái túi, cái bát ấy. Tuy nhiên thì phím còn rất là đẹp, mình cũng chưa soi ra được cái vết nào cả. Mình đang dự tính bán full cả con đấy khoảng 10 triệu hoặc 11 triệu gì đó. Anh em nào muốn mua không? À, màu màu xám nha anh em nhé. Màu xám nhá. Ca làm phê nữa, con kia thì mình không bán. Con kia thì mình xác định mình giữ lại sưu tầm rồi, mình không bán con đấy. Đó, anh em mua con khác giúp mình nha. Anh em kiếm con khác mua giúp mình. Đó, con kia thì mình không bán. Đấy, mình cứ nói luôn với anh em là như vậy để anh em đỡ hóng làm gì nhá. Mình còn khá nhiều con khác mình sẽ bán. Ví dụ như mình còn một cặp Frog Frog với cả Frog Mini, Frog TKL với cả Frog Mini. Cái kèo gen ai đó chưa trả được GAC. Thì chịu thôi. Em đợi anh bán con Rider nhựa tím. Không, con kia mình cũng không bán. Con đấy để sưu tầm. Nhưng con như này là sưu tầm hết nha anh em. Nhưng con này là phải để sưu tầm hết. Anh em thấy không? Những con như này này phải để sưu tầm hết. Đấy, anh em không tin nổi đâu. Chưa cái con này này. Riêng, ủa? Riêng cái plate ấy, anh em nhìn thấy cái plate đúng không? Cái plate mình cắt không thôi là 600 rưỡi rồi. Anh em bảo cái plate không thôi 600 rưỡi, cái mạch không thôi cũng 600 nghìn. Thế làm sao có chuyện mình bán được?
Đúng không? Con này á, nhìn thế thôi nhưng mà mình cũng thêm vào khá là nhiều tiền. Nên là anh em thấy không? Đấy. Ok không? Với cả làm cái con này gõ rất là ưng tai. Này, gõ rất là ưng tai làm sao chị bán được. Đấy. À, cái chỗ này thì cái plate nó bị lỗi một chút xíu về cái switch 2:1U. Tuy nhiên thì mình mài một xíu là ok thôi, chẳng qua con này mình để sưu tầm mình không gõ nên mình cũng để trưng thế thôi. Mình không 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 có động đến, nhưng mà cái nút này đi đâu ấy nhỉ? Thôi được rồi, để kiếm nút khác gắn vào. Anh em ơi. Đấy, với cả con này mình trưng đít là chính, mình chẳng quan tâm cái này, cái kia lắm. Đấy. Được không anh em? Quá được luôn đấy chứ. Đúng không? Ok. Ok. Con này là V2U nhá anh em nhá. Hai lần sau các bên gửi switch này chắc là xin anh em 3 pack mới được. Lỡ build mấy con để trăm nút như thế này đỡ. Form đấy lót dày quá có sao không, anh có ảnh hưởng đến mạch không? Em đọc thấy có người bảo sợ ảo mạch. Tốt nhất là đừng có lót dày quá em ạ. Cái gì quá nó cũng không tốt. Dày quá thì nó dễ bị cấn mạch. Đó, mạch của chúng ta thì nó đương nhiên sẽ vẫn có cái độ đàn hồi nhất định. Thế nhưng mà mình nói thẳng với anh em là không tốt. Nên là tốt nhất là nó vừa phải thôi. Đấy. Trừ khi anh em muốn thật là đặc các thứ gì đấy thì tốt nhất là anh em build theo kiểu đấy là đổ silicon. À đủ. UPC đó. Đang xem luôn này. Ok mày. Hello anh em, Switch Hikachi V2U, đúng rồi nhé, Siuli V2U. Long ơi, mày comment cái thông số con Switch lên hộ anh phát. Copy cái thông số con Switch comment lên hộ anh phát nhá. Chứ anh không nhớ. Mì ăn liền thì chơi loại nào xếp, chuyên về game với tiếng nhỏ tí là được. Mì ăn liền á. Đã chơi game thì chơi phím gaming. Nhưng mà lại còn đòi tiếng nhỏ. Thì mình cũng không rõ nữa. Con đỏ trên bàn xếp có đắt không xếp? Có. Đắt ghê luôn. Tận những mấy triệu lận. Đùa chứ con này dòng giá rẻ anh em ạ. Cream hơi kén người chơi Peter. À, Cream. Cream. Đây. Kêu Cream của mình đây anh em. Đó. Là một con này hết tổng vào burn in, loop phim các thứ. Một con mình làm hết tầm khoảng 25.000. Và làm xong thì mao phín gõ thử một lần xong ném không đến bây giờ luôn. Đây. Cream đây. Cream đây. Đó. Thấy không? Con thua. Con này được mỗi cái, chắc lấy được mỗi cái stem. Đấy, mỗi cái stem anh em ạ. Đây anh em thông tin này, thông tin này. Ủa, que con chuột đây. Ghim tin nhắn. Đấy. Travel thật khoảng 3,7 ấy. Chắc cỡ đó. Ok. Ổn áp. Được đấy. Con cái con tự nhiên lại quên mất cái con thắc thai này rồi. Con này là con gì ấy nhỉ? Con gì Ren gì ấy nhỉ? Mẹ, tự nhiên cái con này lại quên mất tên rồi. Khổ quá anh em dạo này. Sao trí nhớ nó kém thế nhỉ? Cái con Switch này tên là cái gì Ren ấy nhỉ? À, Way Rider, đúng rồi, Way Rider, KTT Way Rider. Đấy. Cũng của Silly Work luôn à. Con này cá nhân mình đánh giá nó là một cái con chắc thai gõ khá là thú vị. Cái khớp nó khá là mềm và nó hợp để gắn với mấy cái nút dài phết anh em ạ. Hôm nay
hôm nay sẽ gắn GMK Color Chrome nha anh em nhé. VHU này ai mời gõ sẽ có cảm giác là nằm nó kiểu mút tay vào. Ủa, nghe anh nói hấp dẫn thế Phong Nguyễn. Nghe anh nói dễ hiểu hơn tí chứ. Anh nói dễ hiểu hơn tí chứ anh nói khó hiểu quá. Thật ra anh nói như thế là dễ hiểu lắm rồi em ạ. Anh em nào chơi bàn phím, chơi phím cơ nghe phát hiểu ngay. Đấy, hôm nay là GMK Color Chrome nha anh em nhé. Bản này có 5 pad không? Ui may quá, bản này có 5 pad. Bản này có 5 pad anh em ạ. Chrome à? Chrome à? Ok mê. Stem dài nên chắc thì sẽ nhỏ. V2U ngon hơn Macchiato luôn. Ồ được đấy nhở. Ồ mà nhắc đến Macchiato hình như mình vẫn còn mấy trăm con thì phải. Chết dở. Hôm trước mình nhập vẫn còn một ít thì phải, xong rồi. Xong kiểu xong rồi lười đăng lên trên mấy cái trang thương mại điện tử để bán ấy anh em, nên là vẫn còn một ít. Chắc là cuối tuần này mình mang ra mình clear note với anh em. Ok. Ok rồi. Rồi. Lắp nha anh em nha. TTC Wild lắp GMK CRP ngon hơn anh. Anh em ơi, mấy cái liên quan đến phím cơ này thì riêng đối với bản thân mình thì không có một cái gì là quy chuẩn hết. Thế nên anh em đừng hỏi cái kiểu đây là ngon hơn hay là không. Cá nhân mình đánh giá thì nếu mà xét về độ ngon của một con Switch đúng không, chúng ta chỉ cần xét về một yếu tố là độ mượt. Nó có bị ping lò xo hay là không, ping lá đồng hay là không, và gõ nó bị nhạo nhạo sượng sượng gì hay là không, lò xo có đều gì hay là không. Chứ còn riêng bản thân mình đánh giá thì khi mà ví dụ anh em cùng một con Switch, anh em hỏi gắn vào cái này hay cái kia ngon hơn, thì cá nhân mình đánh giá là anh em tự cảm nhận là hợp lý nhất. Tại vì cái bộ môn gì mình không biết, nhưng mà riêng cái bộ môn phím cơ này này, khi mà mình đã trải nghiệm đủ lâu rồi thì mình nhận ra một điều, nó không có một cái công thức gì là quy chuẩn cả anh em ạ. Anh em có tin không? Như này nhá, cùng một con phím, cùng một con nhá, anh em gắn cùng một cái gắn một cái Switch, anh em chỉ gắn hai bộ cây cáp khác nhau thôi, nó ra những âm khác nhau, không quá nhiều. Đấy. Tiếp theo, khi mà anh em ví dụ như là anh em chơi phím cơ như này, cái mốt ảnh hưởng rất là nhiều. Ví dụ như cùng một con Switch, thằng này mốt ra một kiểu, thằng kia khác ra một kiểu khác, nó là chuyện vô cùng bình thường. Đấy. Thậm chí nha, có một cái bộ môn mà mình thấy nó quá là nhức đầu luôn, đấy là Switch Vintage Black. Anh em không thể tưởng tượng nổi đâu, nhưng mà Vintage Black 10 mẻ, có khi cả 10 mẻ không có con nào giống nhau. Đấy. V2U lắp DCS trên Space 80 lắp full foam âm khá giống VB mà không sạn nên nó cũng lạ nữa. À, hay quá anh. Hấp dẫn quá nhỉ. Được quá nhỉ. Lạ anh ơi. Ôi. Hay thế nhở. Một con này là Siliwork Heka Hit gì đấy. V2U nhá anh em nhá. V2U. Lên foam không sẽ biết như nào ngon chết. Ua. Dính phải lều. Được quá nhở. Được đấy. Hay đấy. Con này được của nó đấy. Một phần nữa là con Zoom 98 này, mình nghĩ là full foam như này nó cũng đã nịnh âm thanh thêm một phần, đi theo thêm cây cáp GMK nữa nên là có vẻ rất là ok. Nói chung con Zoom 98 này có vẻ cũng tiềm năng đấy. Có vẻ cũng ok đấy. Được đấy. Đúng rồi. Lát vô cái cây nó lại gớm. Chưa chắc đâu. Tại vì nếu như anh em mà trải nghiệm những cái sản phẩm của Zoom rồi, anh em sẽ thấy một điều. Cái gì không biết, mấy con Zoom này no foam thì không dám nói. Zoom 75 nhá, Zoom 75. Thấy em thấy âm không chuẩn, tí anh có thể bỏ Poron được không? Không em. Hi-Asing à? Ok em ơi, cảm ơn em nhiều. Thì mấy con
Zoom này là sinh ra để mà chơi phô mà anh em. Sinh ra để chơi phô mà. Sinh ra để chơi phô, sinh ra để chơi phô. Thế nên là anh em cứ thoải mái đi. Trời ơi, mấy tí đâu mà khắt khe làm gì, khó tính làm gì. Tẩy ga đi. Trời ơi. Nói chung là hiện tại là đang khá ưng đấy. Quan trọng tí nữa lắp vào cái cây xem như thế nào. Nhưng mà với kinh nghiệm của mình mà đã từng build khá nhiều những con Zoom, con này không có 7 ưu ánh. Ừ, không có nha em. À, ví dụ như cái như kinh nghiệm của mình là một trong những người build khá nhiều con Zoom. À, Zoom 65 ngày xưa là mình là một trong những người đầu tiên mua sở hữu được và build lên. Đấy. Rồi Zoom 75 này. Các thứ này. Thì nếu như anh em mà build full phone cho mấy con Zoom thì tiếng khá là nịnh và dễ gõ. Nói chung là ưng. Còn nếu như anh em mà đòi no phone thì bản chất nó không phải là một con được sinh ra để build no phone. Có con QK75 ấy thì anh em build no phone cũng khá là ok. Nhưng mà đấy chỉ là số thiểu số thôi. Cộng trừ nhân chia. Power print con và pick up. Ok. Step cap lock. Ok là luôn. Ok là luôn. Được của nó đây anh em ạ. À. Cá nhân em thấy thì con V2 U bé hơn tiếng con V2 à? Rồi. Ổn áp nha anh em nha. Ghê đấy. Để xem tí vào cây nó như thế nào anh em ạ. Link sản phẩm đâu anh? Vừa nãy anh có kim thôi đây. Link sản phẩm đây nha anh em nhé. Đây. Đây, anh có kim đây. Được. Rồi. Lắp vào cây nào. Ok. Case màu đỏ của chúng ta đây. Trời ơi, nhìn thấy đỏ là thấy ưng rồi. Nhìn thấy đỏ là cũng thấy nó đẹp rồi. Sợ. Đùa anh em chứ. Cứ nhìn thấy màu đỏ cái là nó cứ bị cảm thấy hứng thú hơn. Chẳng nghe lại Huy ơi, anh mua luôn con này. Ok. Oshike. Đâu rồi? Ok. Con này là ốc 4 cạnh. Ốc 6 cạnh. Ốc 6 cạnh là cái nào đây? Một triệu đổ lại có con kit 75 nào. Ok không anh? Khá nhiều đấy. Một triệu bây giờ nhiều phím mà anh em nhỉ? Đúng không? Em thấy anh có cả clip Xeon F1 và Xeon F2 mà không thấy anh so sánh hai con này nhỉ? Mỗi con nó có tùy từng thời điểm em. Cái thời điểm mà anh build con F1 thì anh trả con F2 lâu rồi. Chứ đâu thể nào anh sở hữu được hết em. Cả đống tiền đấy. Phím anh mượn nhiều mà. MKB, sói ghia, khiêm cây, tam giác vàng của Thái Hà. Ha. Cả ba shop này đều ở Thái Hà luôn. Ghê thật. Kinh thật sự.
anh em nào mà chưa theo con Zoom 98 này, mình nghĩ là anh em nên theo đi. Cái con này nó sẽ không phải là cái layout mà nó theo cái kiểu dạng đấy, nó phổ thông giống như là con Zoom 75 hay là con Zoom TKL. Thế nên đấy, cái yếu tố mà bên sói kia mà sẵn hàng option nhiều cho anh em là mình nghĩ sẽ không có đâu. Nên là anh em nào có nhu cầu thì anh em nên chơi luôn. À, rồi. Tính ra như thế này là hơi khó để lắp nhỉ. Cái phần này. Quả này lắp cái phần màn hình là hơi củ chuối một tí. Anh em đợi tí, mình nghiên cứu mình lắp cái màn hình này đã. Lắp màn hình vào trước thì nó hơi toang ở đây. Anh em đợi tí mình nghiên cứu lắp cái màn hình phát. Đây cái nhạc kiểu gì nghe khó chịu này ta. Con Zoom này không có logo ống nhỏ mà. Anh có ngày cố định. Ui ôi, dầu máy để lúc luôn. Nói chung với anh em chứ, để nói về em yêu khoa học thì member động phím cơ chắc là top 1 hệ mặt trời về mảng chơi phím cơ này rồi. Bây giờ đỡ hơn rồi đấy. Hồi trước thì các ông sáng tạo đủ các thể loại để mà lúc nghịch này nghịch kia. Nói chung cũng vui. Nghịch đi, anh em phát hiện ra cái nào nên dùng, cái nào không. Nhưng mà lời khuyên của mình đấy là cứ chơi những cái cơ bản quen thuộc trước giờ thì nó là ok nhất. Tại vì nhiều ông cũng đi trước, nhiều ông cũng test đủ loại rồi. Thế đi quay lại thì mấy cái đấy vẫn là ok nhất để mà chơi phím thôi. Tuy nhiên anh em thích liều, thích chơi mấy cái mới lại thì cứ thoải mái. Có gì đâu. Ok anh em. À, mình xem này. Ok. Mấy cái cáp. Mấy cái cáp đâu rồi? Không có mấy cái cáp hả? Mình đang không tìm thấy mấy cái cáp anh em ạ. Mình đang không tìm thấy mấy cái cáp để mình gắn cái màn hình. Nên có thể là màn hình sẽ bỏ qua nhé anh em nhé. Ok. Đây là kit này. 2K kit này. Không, cái này là pedal cửa nốt à? Không. Hiện tại thì mình đang không có cái cáp anh em ạ. Mình không có cái cáp. Mode invoice gõ siêu ngon. Mode invoice. Ok, thôi tượng trưng nhá anh em nhé. À đây rồi. Sẽ có cách để mà mình phải chơi được chứ anh em. Cái màn hình nó cũng hay mà. Phải chơi chứ. Ok anh em đợi tôi. Phải cho nó lên cái màn hình chứ. Còn cố gắng hết sức mà không lên được nữa thì chịu.
Ok. Dân chơi như Tony Phùng ấy. Gắn màn hình nhưng mà không gắn pin. Ok. Ngon lành luôn. Từ từ nha. Có cái tạ. Mẹ cày thế nhở. Tôi nhận ra một điều là tôi vẫn phải tháo cái này ra anh em ạ. Quá là cay luôn. Quá là cay. Đây, ống nhòm của các người anh em đây. Tuy cái này là tạ, cái nhôm thôi nha anh em nhé. Nhẹ hều à. Nặng là tạ phía bên trong này này. Cái này nhẹ hều, nó là đồ trang trí, không ảnh hưởng gì đến cái phía bên trong cả. Thế cuối cùng vẫn phải tháo cái này ra. Bực thế nhở. Em thì nếu như em chọn phím thì em cứ auto chọn cái loại 11. Tại vì tính của em như này, auto là em cắm dây. Và cái quan trọng hơn cả là càng ít tính năng thì càng đỡ lỗi. Thế thôi. Nghe được nó hơi là hơi nó kiểu không không hợp lý lắm, thế nhưng mà tính em nó vậy. Ủa anh em ơi. Cái này mới là cái trọng lượng chính này. Cái tạ kia không ảnh hưởng gì nhiều. Cái phần boss này mới là cái nặng. Thật sự cái boss này mới là cái siêu nặng luôn, siêu đầm chắc. Rất là xịn sò. Không vào à? Cái nó phải là bên này. Ơ kìa. Ủa xong vào bạn. Rồi xong lại còn mấy con ốc. Bực thật sự. Tạ đấy mỏng dính à? Đúng rồi, cái này gọi là trang trí thôi anh em ạ. Chứ gọi là tạ cái nỗi gì đâu. À nhưng mà có cái bản SS nữa. Cái này là đồ trang trí anh em ạ. Kiểu trang trí họa tiết cho đẹp ấy. Tại vì mình có thể tùy biến được cái mảnh này. Các bạn có thể chọn bằng nhôm, chọn bằng SS. SS stainless steel đấy, PVD các thứ đó. Không buồng âm chả ảnh hưởng gì đâu. Tôi nói thật với người anh em chả ảnh hưởng gì đâu. Đó. Nó chỉ làm con phím đẹp hơn thôi. Cái buồng âm buồng nhiếc gì mấy cái nhỏ nhỏ này. Con Z75 của em không có tạ thiếu nó. Z75 thì tạ trong hay tạ ngoài? Với cả cái tạ đấy nó có nặng không? Quan trọng là cái tạ đấy nó có nặng không nữa. Đây tạ trong có đây. Ê, lỡ rồi phải lắp nước vào pin. À, hay lắm. Pin không có băng dính. Rồi, ok, pin không có băng dính, không lắp nha. Pin nó bị bóc mất băng dính rồi không lắp. Chê. Đây, con phím đưa lên đưa xuống mấy lần chưa được lắp. Đây tạ trong đây anh em. Không lắp pin thì lỗi luôn. À không, con này thì gắn vào dùng bình thường. Đồ của Zoom như thế.
Nên anh em đừng có dọa tôi. Gớm. Thoải mái đi. Đè tạ lên cần gì băng dính nữa? Cần chứ. Đúng rồi, cái bên trong này nó mới ảnh hưởng đến buồng âm. Anh Phong nói chuẩn luôn. Hú hồn. Rồi ok. Lỡ foam rồi, foam nốt cái này nha anh em nha. Cái này là lỡ foam rồi, mình foam nốt anh em ạ. Úi giời ơi. Úi giời ơi. Mỗi lần bóc foam của Zoom này mệt dã man. Có rách cái nào đâu mà anh em cứ bảo rách mang tiếng tôi ra. Không rách miếng nào cả. Uy tín đừng hỏi luôn. Là chỉ có rách miếng nào. Anh em cứ nói thế. Mất quan điểm ra. Các bạn đối tác đã không gửi phím cho tôi nữa bây giờ. Đây chứ. Sao mình thấy nó sai sai ấy nhỉ? Đâu đúng mà. Đấy, nó dính nó cũng có cái lợi nha anh em nhé. Anh em có thể gắn dính chặt vào cái phần dưới này được luôn. Còn những cái nào mà anh không thích anh em có thể bấm bứt nó cái đi là xong. Ok. Đấy. Nó lại là hợp lý. Anh em biết vì sao tôi bứt tưng bừng như thế này không? Tại vì tôi biết thừa là cái con phím này Huy nó sẽ giữ lại để mà nó trưng bày ở cái shop nhà nó. Đấy. Thế là quan trọng gì mấy cái foam này đâu. Chưa đồ của anh em khác gửi anh em yên tâm. Tôi chả động đến luôn. Ok, rồi. Sau khi lắp vào tôi nhận ra tôi thiếu vài cái. Được cái invoice build lên dễ. Invoice mình cũng mua rồi, mình chưa có thời gian mình build. Invoice mua rồi. Invoice mình mua bản PC luôn nha anh em nhé. Black đồng luôn nha, Cooper ấy, hơi bị ok luôn. Mỗi tội chưa có thời gian build anh em ạ. Cầm cũng hơi bị lâu rồi. Nhưng mà chưa có thời gian build. Ok. Nhưng mà invoice có vẻ như là bản plate bản mạch hà nó mới ngon, chứ còn mạch hot swap thì hên xui anh em ạ. Đó, cái này bây giờ phải giữ cẩn thận này. Giờ cái này mà không cẩn thận một phát nha là ăn kít ngay anh em ạ. Tại vì đứt cái cáp kia phát là ăn đờ bờ ăn cờ cờ ngay. Ok. Rồi ngon lành. Lắp vào nào. Đấy. Đấy. Vào vị trí. Sờ. Được không anh em? Chưa vặn ốc nha.
Quả âm này được vãi. Ai à. À, anh em đợi tí. Vặn ốc cái đã. Vặn ốc cái đã. Ôi, hôm nay buổi chiêm ngày hôm nay nó lại mượt mà thế nhở. Trời ơi. Trộm vía, trộm vía, trộm vía, trộm vía. Trộm vía. Trộm vía, trộm vía, trộm vía. Trộm vía đi anh em, comment câu trộm vía đi không tí nữa gắn vào máy tính lại không nhận bây giờ. Nào, anh em comment câu trộm vía đi, trộm vía hôm nay stream mượt thế nhở. Hôm nay trộm vía stream mượt thế nhở. Ừ, anh em comment trộm vía ra đi, trộm vía hôm nay stream mượt thế nhở. Mất tín hiệu từ cam à? Không sao không sao, cái vụ đấy không không sao cả. Nó hết pin thôi. Đấy, bật gắn pin cái là lên bình thường mà. Đấy, anh em à. Không, cái cam này thì mình quên không mình quên mình không bật cam thôi mà. À mình quên mình không cắm cắm pin thôi mà. Không sao cả. Đấy. Cái kia mình quên mình không gắn gắn pin thôi, quên. Bật pin lên cái là xong ấy mà, không sao cả. Quan trọng hôm nay stream trộm vía mượt quá. Đẹp dai, đẹp dai. Nhưng mà cay hết nhỉ, anh em. À, ngày mai mình có một cái đám cưới và mình có một cái sự kiện. Hôm nay làm quả mụn ở đây. Nó đau cứ phải gọi là đừng hỏi luôn này. Đấy, xong rồi cuối tuần này có cái lịch livestream nữa. Cày thế. Chả hiểu sao cứ hôm nào mà mình chuẩn bị mình đi đâu ra ngoài có việc cái là kiểu gì cái mặt mình cũng phải có cái gì đấy. Mấy hiểu kiểu gì. Rất là bực luôn. Switch V2U nha anh em nha. Switch V2U, Switch V2U. Đấy. Đấy. Lắp luôn bộ White Black là đỉnh luôn này. À, bộ White Black mình lại lắp vào con màu khác rồi. Nặn rồi đắp 10 lớp phấn lên anh. Thôi cho anh xin. Anh à. Trừ khi những tình huống bắt buộc là bên ban tổ chức yêu cầu là anh phải make up. Và sẽ có một cái bạn make up cho anh thì ok anh cắn răng anh chịu, chứ còn bình thường thì không bao giờ có chuyện anh cho cái gì lên mặt của anh. Cho lên tóc thì được, vuốt tóc đẹp trai các thứ thì được, chứ còn kiểu còn make up nữa thì thôi 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 thôi, thôi. Dẹp, dẹp dẹp dẹp. Đàn ông là đang make up thì cứ sao sao ấy, mình không có ý gì đâu, nhưng mà với bản thân mình thì mình không phải là kiểu celeb idol gì nên là thôi. Mùa này đang viêm sao nặng, đúng rồi, mùa này đang viêm mà, thế mới khổ chứ, thế nó mới cay, cáu chứ, thế nó mới cay chứ. Cáp à, cáp xoắn. Ui, fit này hơi chê anh em ạ, fit xấu quá. Fit này được cái nó chặt nhưng mà hơi xấu anh em ạ. Fit này xấu quá. Fit này xấu quá anh em. Fit này xấu quá anh em. Cái này anh em muốn ngon thì phải cho thêm tí keo xuống dưới. Nhưng mà ok, nhưng không cái fit này là rụng ngay. Fit này chê quá. Fit này anh em phải cho thêm ít keo. Ok. Rồi. Ui nó nặng. Đấy. Nó cứ cảm giác như kiểu muốn bay ra ngoài anh em ạ. Ui. Được của nó. Thật sự là được của nó. Lên rồi. Chỉ mình có chơi đâu. Ơ nhưng mà sao nút win này không ấn được ta.
À đây, hóa ra vừa nãy bị khóa win. Hóa ra. Ôi dồi ôi. Nghe nó phê quá. Vãi cả màn hình không lên thật đấy anh em này. Đấy, mất công lắp cái cáp màn hình và như thật thì cuối cùng. Thôi chịu anh em ạ. Cái vụ này chắc do cáp màn hình với cả cáp của cái kia nó khác nhau. Mình vẫn nghe thấy đặc với bí như nhau. Ơ thì thôi bạn ơi, muốn mà không đặc với cả không bí thì chúng ta phải chơi mấy con mà đắt tiền. Và mấy con Switch như thế này thì nói thẳng luôn ra là cái con Zoom này này không cần pin mà. Ủa không cần pin đâu liên quan. Cẩn thận lắp cáp ngược đấy anh. Chẳng nhẽ. Đâu, cáp ngược thì đâu có gắn vào được đâu ta. Chắc là do cái cáp nó không 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 chuẩn đấy em. Đấy. Thế mấy bên phải nhờ hãng được mạch. Ok, thôi kệ đi. Đấy tính sau. Giờ là sau test nha anh em nhé. Chết rồi, mình quên chưa làm cái sau test. Thôi anh em đợi tí mình gắn cái màn hình sau test nha. Anh em đợi tí xíu mình gắn cái màn hình sau test này. Anh em đợi mình tí, mình gắn cái màn hình sau test nha anh em nha. Ok. Gắn màn hình sau test cái. Sao tiêu đua đâu nhỉ? Anh em đợi tí nha, anh em đợi tí. Mở tí nhạc cái đã. Anh em đợi tí mình gắn màn hình sau test nha. Em đợi tí. Capture test. Monkey time. Sao lại đâu rồi? Ơ kìa. Edit transform. Ủa sao lại vừa thấy lại đâu rồi? Ơ kìa. À, trời ơi. Ngu người. À. Ok anh em đợi tí. À, đâu ta? Ok này đi. Đây, anh em đợi tí nha, anh em đợi tí nha. Lâu quá tôi không stream nên tôi phải chỉnh lại một tí anh em ạ. Anh em đợi tí, anh em đợi tí. À, anh em đợi tí. Mình sẽ cần phải chỉnh lại edit transform này. Left là tầm 300. Không, 500. Right 500. Top 2000. Hơi quá. 800. Trôi mẹ đâu rồi. 600, ok. Này cũng 600. Hơi quá. 500 thôi. Ổn áp. Ok anh em. Rồi. Có nha. Sao không bấm số bên nữa? À ở nhờ. Mình quên mất là mình có số bên 5 pad. Mình cứ quên. Ok nào, sao test nha anh em nha. Rồi, tắt tiếng cái. Mic này là ok luôn rồi đúng không anh em? Mic ok luôn rồi đúng không? Đấy. Con phím của chúng ta. Đấy, con phím của chúng ta. Ok. Rồi, gõ nào. Warrider nha anh em nha. KTT Warrider là start. Rồi, còn switch là
cái con V2U. À tí nữa mình sẽ đổi thử cái space sang con V2U luôn anh em ơi. Được đấy. Được đấy. Được. Được, 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 được. Được. Được đấy, được đấy, được đấy. Tuy nhiên thì phải công bằng để mà nói một phần cái con này lên ưng như thế là do con Zoom 98 này. À đây. Đây phân tích một chút xíu này anh em nghe tiếng này. Tiếng rất đều. Anh em nghe hai cái tiếng này gần như nó không có một chút xíu nào lệch nhau luôn ấy. Đấy, đúng trộm vía buổi stream hôm nay có thể nói là mượt mà. Swift ngon, đi với một con phím nó làm tôn cái tiếng con Swift lên khá là ok. Và quan trọng là build theo kiểu như này này. Không biết anh em như thế nào nhưng mà đối với mình nhá, thì những bạn mới chơi thì nó sẽ rất là nịnh tai bởi vì tiếng nó dễ nghe ấy, anh em. Và thật sự là cái kiểu này nghe nó rất rất là dễ vào tai. Cái cáp này, cái cáp GMK nhá anh em nhá, cái cáp GMK. Rồi bây giờ mình sẽ thay thử cái nút space. Mình sẽ thay thử cái nút space nhá anh em nhé, nút space sang cái con switch khác. Sao nhìn nó không sang mịn như QK100 nhỉ? Con này nó không không mịn. Cái màu đỏ này này nó không phải là anode nên là con này nói luôn với anh em là nó không mịn. Nó không mịn nhá anh em nhé. Anh em muốn mịn thì anh em phải chơi mấy con màu anode ạ. Con này là kiểu sơn. Sơn thì cái này mình cũng không biết gọi là sơn gì nhưng mà nói chung là nó sơn. Và nó sơn như thế thì chắc chắn là nó sẽ không mịn như là kiểu anode. Đó. Rồi, ôi con này gắn space được luôn. Nhưng mà tiếng không không được gọn lắm. Nhưng chấp nhận. À vừa nãy có một anh em hỏi là có lộ chân switch hay là không thì câu trả lời của mình đấy là không lộ một xíu nào cả. Anh em nhìn không lộ một tí xíu nào cả. Đấy.
Đấy. Không lộ một chút xíu nào cả. Đấy, ok chưa? Cái mình chê mỗi cái là fit này, hơi chê. Fit này là phải có thêm tí keo vào nó mới ok. Nhưng con phím nó rất là nặng, đầm chắc. Ừ. Switch này đang stock nha anh em nhé. Được. Ngon lại phát nữa với cái tiếng space này nè. Ừ. Anh cân xem có được 3,5 cơ. Cái đấy thì anh không có cân ở đây rồi. Sorry anh, sorry anh em. Nào, gọi lại phát nữa nha anh em nha. Thay bằng cái Space. Space này là con V2U luôn. Lâu lắm rồi mới build xong một con mà gõ cái tiếng nó nịnh như thế luôn đấy anh em ạ. Nghe thích nhỉ? Thích thật sự. Ôi mà sao nó không được nét căng lắm nhỉ? Anh em có thấy nó nét căng không? Sao mình thấy nó cứ mờ mờ ấy sao nhỉ? Hay là do mình đang nhìn trên cái màn hình 4K ấy, nó bị mờ mờ ta? À, cái cam này là GMK. À, cái cáp này là GMK Color Chrome. Xem led quanh viền. Ui, giờ mới để ý led quanh viền. Ui. Nói gì nữa đây anh em. Nói gì nữa bây giờ. Nó nặng quá. Nó nặng quá. Anh em nhìn led nó hắt ra bên ngoài tay mình này. Ok không? Con này nhẽo ok không Tony? Nhẽo thì mua phím full size thôi bạn. Nhẽo chơi 8K con này hơi hơi củ chuối tí. Đây anh em nhìn này. Hắt ra tay của mình này. Sáng quắc. Test no foam dính là con này no foam thì phải chơi với plate khác. Chứ plate PC mà chơi no foam thì nó là cái thứ gì đấy nó phải gọi là ối rồi nên là thôi xin phép anh em là con này không build no foam nhé anh em nhé. Đấy. Ổn áp, ổn áp, ổn áp, ổn áp, ổn áp. Nếu như là mình thì con này mình sẽ tắt bỏ led nha anh em nhé. Led con này rất là sáng. Led con này rất là sáng, sáng đến mức độ mà nhìn anh em không thấy gì cả. Tại vì con này nó ấy lắm. Con này nó dính mấy mấy cái led lủng cái thứ này nhìn nó củ chuối. Tại cái bóng led nó bé quá đấy anh em. Bóng led bé lắm. Nói chung là con này thì anh em mà chơi led thì anh em cũng cũng chơi được. À, tuy nhiên thì chơi led thì phải chơi mấy con switch nó trong suốt để nó xuyên led tốt một tí. Và quan trọng hơn cả là phải chơi mấy con keycap nó xuyên được led. Và bây giờ keycap ngon xuyên led cũng không nhiều. Anh em có thể tham khảo. Nói chung đây là Zoom 98. Thật sự nó một con phím khiến cho mình khá là bất ngờ về cái độ chất chơi của nó. Và cũng như là cái cảm giác mà nó mang lại rất là ok. Ừ. Quên vô sếp có like rồi. Ôi buồn thế. Buồn thế, buồn thế, buồn thế, buồn thế. Trời ơi. Quên vào xem live stream luôn, quá thất vọng luôn, thật sự quá thất vọng anh em ạ. Ok, là anh em nghĩ sao về con này? Comment phía dưới nhá. Trộm vía, nay tính ra build con này mới hết có hơn tiếng đã xong rồi, cơ bản là mình không phải làm cái start nên là nó cũng nhanh anh em ạ. Đấy, trộm vía, trộm vía, trộm vía, trộm vía. Con này thì đang được group buy bên sói ghi nhá anh em nhé. Và cái con này là mạch proto cũng như là vừa nãy là mình dùng cái
cái cáp của cái núm để lắp vào cái màn này, hiện tại cái màn nó không lên đó. 206 watching mà 95 like, kiểu ủa anh em, anh em lại làm như thế rồi, anh em lại làm tớ buồn rồi. Đùa anh em không ai chịu bấm like luôn, quá buồn luôn, mới được có nửa. Quá buồn. Anh em bấm cái like ủng hộ cái nào. Thái tim anh em mãi yêu, cảm ơn anh em nhiều. À, con này thì nó khác con QK100 của cái chỗ đấy là cái cụm chỗ này chúng ta sẽ có bốn nút. Và nói thẳng ra như thế thì anh em sẽ cảm thấy là cái chỗ này này nó sẽ bị lệch. Lệch so sánh với cả cái chỗ này. Cá nhân mình đánh giá thì nếu như được bỏ cái này đi, đẩy cái này vào. Chỗ này là một U, đẩy cái này vào đây một xíu thì nhìn sẽ cân đối hơn. Thế nhưng mà như vậy nó lại trùng cái layout với khá nhiều những con anh em đã thấy trên thị trường. Và như vậy thì nó lại không tạo được cái khu vực cho cái 2U chỗ này. Đấy, đúng không? Nói chung là cái vụ mà liên quan đến cái độ cân đối thì mỗi người một kiểu. Nhưng bây giờ chúng ta mình thì mình nghĩ là chúng ta có thể chơi một cái trò khá là thú vị. Đấy là đây là cái cụm bốn nút đúng không? Thay vì cái việc cái nút điều hướng ở đây chúng ta sẽ chơi theo kiểu phổ thông như này, mình chơi luôn bốn nút ở đây. Anh em làm theo kiểu bốn nút điều hướng kiểu khác đi. Đấy, chỗ này thêm một nút 125U nữa. Chỗ này bốn nút, bên dưới bốn nút luôn. Theo kiểu lên xuống trái phải mình đặt theo kiểu nó hơi nghịch nhau một tí ấy. Lên này, phải này, xuống bên phải này, trái bên trái này. Đó, anh em thấy kiểu đấy có khi nó lại nó lại chất chơi hơn nhở, đúng không? Như vậy thì vừa tạo được cái sự cân đối chỗ này, vẫn cân đối bên này và bên này nữa. Đấy. Mình không cần cái nút điều hướng theo kiểu truyền thống, đúng không? Mình không cần cái nút điều hướng theo kiểu truyền thống. Cắt cả mới năm pad bên phải, gấp 3 lần cái màn hình lên nó đã, hoặc lắp phím 4U vuông cho nó dị. À, Nguyễn Liên bộ là tool nan xài ok không chứ? Đến bây giờ là mình dùng vẫn thấy khá là ok. Nhưng mà ít nhất là con Zoom 98 này, nếu như mọi người nhìn vào nó thì mọi người sẽ thấy cái sự khác biệt so sánh với những con quen thuộc trên thị trường. Ví dụ nhé, ví dụ con QK100 thì anh em hay nói giống mấy con gì nhỉ, mấy con Austin đúng không, thì ok cũng hay. Đúng rồi, để vị trí chỗ này thay vì cái việc dùng Space 625U thì bây giờ mình chuyển sang Space 7U, tức là vị trí chỗ này này nó là kiểu layout 60% như bình thường. Space 7U, 1.5U, 1U, 1.5U, 1.5U, 1U, 1.5U, 7U chỗ này. Rồi bên này cắt sang riêng, đấy, chỗ này riêng, đấy, rất là thú vị. Được phết nhỉ. Nói chung cũng là một cái thú vị, cũng là hay. Đấy. Ổn áp phết, anh em có thể tham khảo nhé. Austin giờ khó kiếm lắm chứ. Dạ vâng, đúng rồi, Austin giờ thì quá khó kiếm rồi. Nhưng mà đối với một thằng không chơi layout to như em thì TKL là to lắm rồi, thì em không quan tâm đến Austin cho lắm. Cơ bản là con này thì thật sự rất là ok rồi. Rất là ok, mọi người thấy sao? À, đây là phiên bản màu đỏ và chúng ta còn rất nhiều những option khác nữa. Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi? Hôm nay là ngày 20, 25 rồi. Tức là các bạn sẽ còn 5 ngày nữa. 5 ngày nữa thì chúng ta theo group buy. Kết thúc là ngày 30 đúng không nhỉ? Kết thúc là ngày 30. Kết thúc là ngày 30. Kết thúc là ngày 30 tháng 10. Và trả hàng ngày khoảng tháng 1, tháng 2 năm 2024. Tức là cũng chỉ khoảng 3 tháng thôi. 3 4 tháng. Ui, kinh nhở. Tính ra bên sói ghia chơi phết. Yêu cầu anh em đặt cọc có 1 triệu một kit. Bật màn hình đi bạn ơi. Không bật được bạn ơi. À, mạch proto cứ cho là lỗi màn hình đi. Không lên được cái không lên. Layout này kén người sai. Đúng rồi, layout này kén. Tuy nhiên thì ai mà chơi thì chắc là khó bỏ. Tại vẫn có cái sự gọn gàng để mà gõ. Vẫn có 5 pad để mà nhập liệu các thứ. Và vẫn có điều hướng để mà di chuyển các thứ cho nó ok. Cấn mỗi chỗ này. Cấn mỗi chỗ này cả. Không cân cho lắm thôi. Nhưng tổng thể là ok. Đấy, anh em thấy sao về con này? Được phết nhỉ? Được phết nhỉ? Ổn áp không anh em? Layout xấu với người OCD. Layout này phải để em. Ok, OCD không thích layout này. Ôi, có build QK100 không sếp? Sino hỏi câu đấy chứng tỏ không follow tớ rồi.
Không, con này không phải anode nha, con này là sơn. Con này là sơn. À, con này là sơn. Này là sơn thôi. Không phải là không 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 phải là anode. Anode thì nó sẽ mịn. Mong anh sớm live build con Invoy. Con Invoy chưa chắc mình đã live stream. Con đấy chắc mình build xong mình gõ hàng ngày, có gì mình làm video thôi. Con Invoy đấy thì mình đang lười làm quá tại vì chưa có thời gian làm staff anh em ạ. Có ông nào ở Hồ Chí Minh có bộ staff nào ngon ngon làm sẵn rồi bán cho tôi đỡ phải làm. Sơn này có bền không nhỉ? Cá nhân mình đánh giá thì sơn của mấy con đến từ Melectric này, Guce Studio này thì trước giờ khá là ok. Không có nhiều anh em phàn nàn về chất lượng sơn của Guce. Không biết ở đây có anh em nào đã bị nổ sơn mấy con Guce chưa, nhưng mà phần lớn là anh em khá là ưng ý, được phết. Xin review của anh em về Holy Tome V1. Cái đấy thì mình bó tay. Holy Tome V1 mình còn chưa sờ bao giờ. Ok. Rồi. Anh em có câu hỏi gì thêm không? Anh em không có câu hỏi gì thêm thì để mình khoe anh em một hai con khác. Sao anh không đưa ra thợ làm staff cho luôn? Thật ra là anh lười. Anh mà muốn thì anh tự làm staff được mà. Chẳng qua là anh lười thôi. Với cả anh vẫn muốn tự build ở nhà cho vui. Cái may ra thợ thì nó làm gì nữa, may ra thợ làm nó làm gì nữa, đúng không anh em? Ok, anh em có câu hỏi gì nữa không? Ui, Sino donate mình 49.000 luôn. Ôi, cảm ơn anh em nhiều. Cảm ơn Sino nhiều. Đấy. Buồn bạn lắm. Cuối cùng bây giờ bạn vào bạn donate mình thì mình hết buồn bạn luôn. Ok bạn ơi, cảm ơn bạn nhiều. Cảm ơn anh em nhiều. Ha, tính ra bây giờ Google có cái vụ donate trực tiếp như này, nói chung là cũng hay. Nói gì tính vào doanh thu cuối tháng nhận thẻ. Nhưng mỗi tội là cắn mất 30% là cũng hơi sâu một tí. Đấy, ví dụ như bạn Sino donate mình 49k nhé, là trừ mất 30% là còn mình nhận được bao nhiêu? 49 nhân 70 4.000 9 70 50 70, 300 rưỡi còn còn được 35.000. Còn được 35.000. Đúng rồi. Sếp có tính gả đi Tengu không sếp? Mình chưa có ý định mình gả con Ti ngu đi. Mấy con đấy thì mình chắc là vẫn đang giữ lại. Cắn sâu quá, không cắn sâu nó chuyện bình thường, tại vì phần lớn những cái cổng donate ở Việt Nam cũng cắn khoảng tầm 25 đến 30% thì nó cũng chuyện bình thường. Chúng ta phải chấp nhận đấy thôi. Cuộc sống mà. Người ta làm cái gì ra người ta cũng cũng phải cắn thôi. Apple cũng cắn 30%. Sâu mấy con hàng định gả tôi xếp mấy con hàng định gả. Mấy con hàng định gả thì đầu tiên là có thể mình sẽ gả con này. Rồi anh em đợi tí xíu nha. Anh em đợi để mình tí mình cất con này đã. Anh em đợi tí mình cất con này đã. Cất con này để mai làm video review anh em ạ. Mai làm video nha. Mai làm video con Zoom 98 này luôn. Chạy đi live giờ mới vào xem anh được. Chưa buồn em. Anh lại stream build xong con này rồi. Bây giờ anh cất con này rồi. Bây giờ anh cất con này đi rồi. Đấy. Ô trời, bùng luôn cái feed. Con đỏ dưới cùng, con đấy mình không gả mà. Con đấy mình không gả anh em ơi. Rồi, đây. Con đầu tiên có thể mình gả sẽ là con này. Đó. Con này là một con mà mình đang suy nghĩ việc có gả hay là không. Con này là một trong những con mà con này là một trong những con build xong mà mình gõ khá là thích, khá là ưng, nhưng mà hơi ghét một cái là cái con này
cái tiếng của cái con Switch nó lại không thực sự khiến cho mình hài lòng cho lắm. Nhưng mà con này là một con gõ rất ngon. Con này là một con gõ cực kỳ đỉnh luôn. Anh em nào biết con này không? Con này là con Tiger Red by someone else. Đó. Nó rất là cơ bản, classic top mount, nhưng mà con này là một trong những con building gõ rất ngon. Thiết kế đẹp, đúng gu mình. Đấy. Thiết kế đẹp, đúng gu luôn. Đây. Sủi vợ mình tặng. Vợ mình tặng thì anh em nghĩ là mình có bán không? Đúng không? Nghe như no foam thì đúng rồi, con này no foam mà. Con này no foam mà gắn với cả con Switch cũng loại là cái loại nó limited nữa. Con này là con gì nhỉ? Cái gì ta? Cái gì nhỉ? Z-Wick Darling, JWK02. Gọi là Z-Wick Darling, JWK Darling đấy. Đó. Đây. Mỏng dính. Con này tiếng nghe nó rất nhẹ nhàng trên con này, nghe nó nói chung là vào vào tai. Cá nhân mình đánh giá thì tiếng con này nếu như anh em chấp nhận được cái vụ mà con Switch đấy nó không thực sự quá ngon so với tầm giá nha, thì ok, tại vì tiếng thì nó hay, nhưng mà mình cảm thấy nó chưa chưa đáng tiền về giá bán lắm. Nhưng mà mỗi tội con Switch mang tiếng limited anh em ạ. Nghe nhẹt nhẹt là thích rồi. Ok, đó. Thì anh em thấy gần như con này mình không gõ. Cây cáp màu trắng, cái set này là set cái gì nhỉ? GMK. Tự nhiên quên mẹ mất tên à. Cái gì mà tiếng tiếng Hàn cái gì ấy, tự nhiên quên bà mất tên cái set cây cáp này rồi. GMK gì ấy nhỉ? Thôi thì không nhớ. Đó. Không, con này là phải con này là build no foam nhé anh em nhé, con này build no foam. Con này build no foam chứ con này mà build thêm foam vào thì nó chả ra cái thể tấu cống rãnh gì cả. Đó. À đúng rồi, Takeguri. Đấy. Takeguri, đúng rồi. Takeguri gì đấy, không không nhớ lắm. Đấy, kiểu kiểu vậy. Đó, thì đây, anh em có thể thấy. Ít gọi đến mức độ mà cái cáp màu trắng thì mình còn chưa 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 ngả màu là anh em hiểu, mình đâu có gõ đâu. Mình chỉ trưng thôi, con này rất là đẹp, trưng cây cáp động phím cơ nó còn đến mức độ mà nó còn còn bám cả bụi lên như thế này, tại vì đâu có gõ đâu, nhiều phím nên đâu có gõ đâu. Build con này xong là để trưng sưu tầm thôi. Trời ơi, nó bị dính cái gì đấy nó bẩn thế, thôi là phải lôi xuống đi vệ sinh mới được. Ok, đó. Đấy, anh em thấy không? Đây là một con mà có thể mình sẽ bán nha. Con tiếp theo mình sẽ bán. Không, con này là con Square 60 là mạch của nó. Con này là mạch của nó nha anh em nhé. Con này là mạch của nó luôn. Này. Con này đang lỗi start mà mình cũng cũng lười làm lại. Con này gả, con này không, phím nhựa mình giữ lại hết, mình chỉ gả phím nhôm thôi. Đó. Con tiếp theo có thể mình sẽ gả là con này.
Đây. Đấy, con này. Đấy. Con tiếp theo mình gả là con này. Cạt dê 60 nhá anh em nhé. Đấy. Đây. Này con cạt dê 60. Con này thì anh em sẽ chưa từng thấy. Từ từ. Lăm ngược lại cái này đã. Mới gõ được. Đúng rồi, con này mèo mèo say rượu nha anh em nhé. Con này là mèo say rượu. Gõ là cứ phải lắp ngược cái Space Cherry và gõ nó mới quen tay. Con này là mèo say rượu nha anh em nhé. Gõ thì hơi bị ngon luôn. UTD mình bán lâu rồi. Con này nha anh em nhá. Con này là mình build với cả Switch. Này. Cho anh em xem. Nhưng mà hơi bất ngờ một thứ, anh em sẽ bị bất ngờ đấy. Đấy. Con này anh em sẽ hơi bị bất ngờ đấy. Đây. Switch gì đây anh em? Đấy. Cherry Black Hyper Glide. Đấy, burn in 1 triệu hay 2 triệu lần gì đó. Xong rồi lúc phim các thứ thay lò xo. Nhưng mà cái quan trọng là mình build full foam. Nghe không? Mình build full foam đi với con này là O-ring gasket mount. Tiếng chắc, không bị rung, không bị lắc lắc gì cả. Gõ hơi bị ok, nhưng mà tiếng nó sẽ bị trầm đi khá là nhiều. Nó định tai hơn rất là nhiều. Đấy, được chưa? Đấy. Con tiếp theo này. À đây. Con tiếp theo là con 8 kg. 8 cân. Con tiếp theo là con 8 cân nha anh em nhé. Ui. Không nhấc được lên. Không nhấc được lên anh em ạ. Ok. Con tiếp theo là con này. Có ai nhớ tên con này không? Có ai nhớ tên con này không? Có anh em nào nhớ tên con này không? Hay là biết con này không? Đó. Có anh em nào nhớ tên con này không? Hả? Có anh em nào nhớ nhớ tên con này không? Comment cái nào. Có anh em nào nhớ không? Con này 8 cân mấy ấy? Không phải Piggy. Con này là GMK xịn nhá. À, anh em có nhớ tên con này không? Có anh em nào nhớ tên không? Tên thì không liên quan tí gì đến cái con phím. Nhưng mà con này tên là PC65 và cái bản này là bản full đồng. Full đồng nhá anh em nhá. Full đồng ấy nó mới có cái 8 cân. Con này là con full đồng. Đó.
Được. Được anh em. Con này là con square, square, square x. Này, square x. Square x. Sao nó không lấy nét được nhỉ? Đây, square x. Square x. Đó. Con này là bản PC nhé anh em nhé. Con này là dùng cái gì nhỉ? Sandwich mouse, Sandwich mouse. Con này dùng Sandwich mouse. 60%. Đây. Con này chắc là mình giá cũng tốt thôi. Con này hình như mấy triệu nhỉ? Con này cỡ 6 triệu gì đó. 6 triệu gì đó thôi. Đấy. Con này là cái con mà anh em mua về tập tạ thì hết bài. Đặt. Con này đít đẹp. Đây. Nào. Đít đẹp. Thì đẹp mình mới mua ấy. Đẹp mình mới mua, không mình mua làm gì đâu. Đấy. Con này thì con này cái staff của nó đang nó hơi bị rung nhẹ. Staff nó hơi bị rung nhẹ. Là bởi vì cái mạch này là mạch hot swap nên là cái chỗ này nó hơi bị rung. Mình sẽ phải mua thêm ít foam ấy, mình lắp vào cho nó đặc hơn chỗ này thì tiếng nó sẽ không bị rung như này nữa, nó không bị vang vang nhẹ như này nữa. Đấy. Ưng hết. Ưng hết. Mỗi cái này là nó không ưng cho lắm. Đấy. Này hơi rung thôi, còn lại là ok. Ok. Ui, con này có vết rồi. Ôi, buồn thế. Rồi. Ôi, 12 giờ rồi, hôm nay off stream đấy nha anh em. Tôi đi ngủ đây. Con này so với tofu như thế nào? Ui, sao lại so sánh với tofu? Còn con nào muốn ra đi không xếp ơi? Có chứ. Frog TKL màu đỏ. Frog mini màu màu tím. Gì nữa ta? Nói chung còn nhiều phím lắm, còn nhiều phím lắm, còn nhiều phím lắm. Sang tên con này không xếp, con này có thể mình sẽ bán trong thời gian sắp tới. Còn khi nào thì mình cũng không rõ. Ok thôi, bye bye anh em. Tôi đi ngủ đây, bye bye anh em. Frog cẩn thận bị cướp đấy. Ok, thoải mái anh em, mình bán có bao giờ đắt đâu mà. Ok, bye bye anh em. Bye bye.